Hai, xin kính chào quý vị. Chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến trong cái bản tin chiều ngày hôm nay nha. Thì như hồi sáng Tiến có chia sẻ rằng là anh Hận đã đồng ý cho bé Phượng Anh về sống với ông bà nội. Thì chiều ngày hôm nay thì ông nội cũng từ ở dưới quê lên để mà rước bé Phượng Anh đi về quê hai cô chú anh chị. Thì trên màn hình của tất cả cô chú anh chị thì đây là hình ảnh của ông nội đang đi đến nhà của anh Hận ở Đồng Nai để mà rước bé Phượng Anh nha cô chú anh chị. Thì chúng ta theo dõi xem thì ông nội sẽ nói gì và cũng giống như là anh Hận sẽ nói gì khi mà ông nội lên rước bé Phượng Anh về nha cô chú anh chị. Đây, đang nghe. Lên đón biết ăn về một chút có gọi lộn tội nghiệp hả cô chú anh chị, tuổi già như vậy rồi còn phải khổ vì con vì cháu nữa, phải lặn lội từ tuốt ở dưới đó đón xe để mà lên đây. Thì chắc em thấy ông nội đi gì chắc là đi xe đò cũng chị, đi từ dưới quê lên đây ha, phải lặn lội ở đây để mà rước bé Phượng Anh về dưới ha, phải bữa cho bé ở dưới luôn là được rồi, đỡ không nội hoặc là đưa về quê gì về cho ba mẹ cũng đỡ mất công tốn sức phải lên đây rước cháu về, chứng tỏ rằng là ông nội bà nội rất là thương bé, bởi vì tàn nhẫn cỡ nào mà tự nhiên cái lại nói rằng là ông nội bà nội lấy vàng của bé. Em thật sự không hiểu anh Hận này anh nghĩ gì nữa mà suối bé Phượng Anh nói như vậy nữa. Bác đi mấy giờ bác? 3 giờ sáng hả? 3 giờ sáng thì giờ này là 3 giờ chiều, 12 tiếng đồng hồ của chú anh chị. Cực khổ, khổ thân làm cha làm mẹ không? Sinh con ra, cưới vợ cho con, dựng vợ gả chồng rồi còn khổ vì con và thậm chí bị tai tiếng cũng vì con. Thương quá. Rồi bác hôm nay định đi chung ngày về với bé Phượng Anh hả? Chứ hôm đó có dặn xe rồi 6 giờ này nó rước nó chở gì xe về đi xe chứ. Con ngồi với cái nội đi con. Khác rồi bạn. Khác rồi. Trước con đi, trước đâu? Thấy không cô chú anh chị, sáng giờ thì em đã xem được mấy cái clip của bé Phượng Anh rồi, từ bé ship đồ rồi chuẩn bị đồ. Thật sự ra là em biết rằng là bé Phượng Anh rất là mong muốn được về với ông nội rồi, chứ không phải là vì mà bé mà thương cha của mình mà không muốn về, hoặc là vì thương các em mình mà không muốn về đâu. Thấy không, quý vị thấy bé cứ cười không? Nếu mà thật sự thương các em mình á, là khi mà hỏi cháu được có muốn về về quê với ông nội bà nội không thì bé phải suy nghĩ chứ đâu cần phải cười tươi như vậy, mà cười sáng giờ luôn cô chú anh chị, thì chứng tỏ rằng là bé Phượng Anh sống với người cha ruột của mình phải như thế nào, có bị đối xử hay không. Nhiều khi trên màn hình thì chúng ta thấy anh Hận thương vậy nhưng mà ở ngoài chưa chắc đã được vậy, đúng không? Trước đây thì ông nội cũng đã từng nói rằng á, là ở dưới nhà thôi nha, có ông bà nội đó thôi mà ba bé Phượng Anh còn đối xử với bé rất là tệ như vậy nữa, huống chi là không có. Nhiều khi như vậy á, dẫn ra bé đâm ra bé sợ, dẫn đến cái việc là bé bị ám ảnh và phải nghe răm rắp và thậm chí là phải học, nói chung là phải nói làm sao mà để vừa ý ba của mình chứ không thôi lại tội nghiệp quá. Ăn mấy giờ, ăn mấy giờ. Cho mấy chú mấy bác đồ đi. Ông nội mới uống mà nội đi về, con đi vô rồi. Nội đi 3 giờ sáng bây giờ không tới. Dạ. Nội ơi. Nội chỗ rồi chứ giờ đấy. 3 giờ sáng. Còn mấy anh em như tất là cho uống nước cọc. Vừa nào chịu nổi. Em dọn đồ xong hết chưa? Tụi anh dọn đồ xong chưa? Qua đây qua xong. Bình thường luôn là kỷ niệm. Điều bằng chứng đó chứ chúng ta. Nãy là chia tay em là khóc bước rồi. Thật sự ra nhiều người cứ nói tại sao tụi bay cứ lên nói hoài. Nên thật sự nếu mà không có nói á,
Thì tới giờ phút này đây thì bé Phương Anh được chịu quê không? Tới giờ phút đây thì anh Hận có biết cái sai của mình mà về nhà xin lỗi ba mẹ không? Tuy cái đó nó chưa có thật lắm, nhưng mà cũng có cái, đúng không? Rồi không nói á, thì quý vị thấy là ba mẹ của anh Hận phải tiếp tục bị cộng đồng và mọi người nghĩ quen vì có những cái hành vi là giống như cấp tắc của con mình. Rồi nào là lấy vàng của cháu mình trong khi có những điều đó đâu, đúng không? Nhờ nói thì cộng đồng mới biết. Thật sự ra tất cả mọi thứ là đều do anh Hận anh dựng lên, và người thiệt hại nhất là ông bà nội và các anh em, đúng không? Đó. Và thật sự bé Phượng Anh cũng là một người bị hại, được sinh ra trong gia đình cũng là người bị hại thôi. Bởi vì thật sự ra em không biết là vì một lý do gì hay là vì một cái điều gì, như em đã phân tích ở clip trước của chú anh chị, thì trước đó thì ông nội bà nội ở đó khóc kêu cho bé Phương Anh về, thì anh Hận không đồng ý. Nhưng mà không biết lên đây có nói chuyện gì hay là có ai nói cái gì hay ra một điều kiện gì mà anh lại cho bé Phương Anh về, thì thôi cũng mừng ha cô chú anh chị. Nhưng mà mong rằng là cho phải thật tâm về dưới để mà bé được ăn học, được nuôi dạy thành người có ích cho xã hội, đúng không? Mà cũng đỡ gánh nặng cho anh Hận nên Hận đi làm, đúng không? Nó chứ không phải là về theo cái mục đích của anh Hận ha, không phải là về theo mục đích rồi vài bữa khi mà người ta giúp đỡ xong rồi lại đem bé Phương Anh lên. Thì em nói thật sự ra chắc chắn rằng là anh Hận anh phải tính cái đường là đem đi mấy bé đem về cho ông bà nội nuôi. Nhiều người nói ông bà nội già rồi sao nuôi nổi, trời cháu người ta mà ta không nuôi sao được cô chú anh chị, thấy không? Anh em của anh Hận cũng nói rằng á, ông bà vẫn thương các cháu chứ đâu phải là ghét các cháu, và vẫn còn sức để nuôi nổi, chờ tuổi già mà phải ngồi với các cháu lắm quý vị ơi. Nhìn quý vị đi, nhìn thấy ông bà nội mà ngồi khóc hoặc xin cho bé Phương Anh về. Nó còn mấy bé kia cũng vậy thôi, không có đối xử khác biệt gì hết trơn á. Chuyện người lớn sai là của người lớn, còn mấy đứa nít là vô tội. Bởi vậy, và em thấy rằng ông bà nội vẫn còn khỏe để nuôi các cháu ha, và đó cũng là gánh bớt một cái phần mà gánh nặng cho anh Hận. Nếu mà anh thật sự anh muốn thay đổi trong cách mọi người thì anh nên, em thấy nghĩa lên gửi, tại trên đây không có đường nào mà anh nuôi nổi bốn đứa hết cô chú anh chị, đúng không? Bây giờ một thân một mình nè, rồi lại đem bốn đứa vô gửi xong rồi chiều rồi rước về thì một mình anh chăm không nổi đâu, thiệt không chăm nổi, phải có một người ở nhà. Mà mướn bảo mẫu á thì tốn tiền, mà bây giờ anh làm ngày á bán dừa ngày có trăm mấy 200 mà làm gì mà làm đủ. Thì nếu mà anh nghe lời khuyên cộng đồng á thì anh phải đem gửi thêm hai ba đứa về quê nữa nuôi, cùng lắm là nuôi một đứa hai đứa thôi, đúng không? Để dễ chăm sóc đó. Giả sử như mình lâu lâu mình nhớ thì mình về quê thăm, hoặc là cho hai đứa này về quê rồi hai đứa kia lên để mà đổi đi nhớ, cái đó mới gọi là chăm sóc mới thương. Chứ thật sự ra em mừng là mừng sao cô chú, mừng là vì bé Phương Anh được về quê chứ không phải là mừng anh Hận thay đổi gì hết. Tại vì thực sự ra những cái gì mà em theo dõi, những gì em biết và những gì em cập nhật, những thông tin em biết rất là nhiều thì chưa chắc là thay đổi đâu, nhưng mà đây là những cái dấu hiệu tốt cho bé Phượng Anh. Thấy bé cười không? Đừng có đi mà nhớ nhé, cô chú. Con đã đồ xong chưa? Nghe nói đồ nhiều lắm đúng không? Nào. Anh đi hôm mấy giờ chú? Ba giờ sáng. Vừa nghe được tin cho về cái là lên cướp về liền, lên chặn đầu trước sợ đổi ý. Chắc ông nội bà nội sợ đã đổi ý, sợ anh Hận đổi ý không cho về nữa. Mà bé không vui vẻ không chứng tỏ rằng là bé không muốn sống với ba mình. Và những gì anh Hận đã làm thật sự ra đối với ba mẹ ruột mà anh Hận còn làm như vậy, em nói thật sự chứ ba mẹ của anh Hận đã nói rồi, đây không phải là lần đầu mà anh làm như vậy, mà anh làm rất nhiều lần, nên cái việc mà anh xin lỗi á nó cũng xảy ra nhiều lần, và cái niềm tin của ba mẹ dành cho anh cũng nhiều lần, dẫn đến cái việc là không còn tin nữa. Vậy bởi vì mẹ anh Hận mới nói, là bà nội mới nói rằng á, là xin nói chung là để đó đó ha, hỏi để đó đó để phải xem, để xem cái sau này có thay đổi hay không ha. Nhưng mà em thấy chưa xét về mặt những đứa bé nha, nhưng mà em thấy là từ khi dưới quê lên thì
ảnh vẫn có nhiều cái biểu hiện mà gọi là lương lẹo, nó không đúng sự thật. Thì không biết là cái này có thay đổi thiệt hay không thì em cũng không dám chắc luôn chú chị. Tại vì á, cô chú anh chị thấy không, người ta chuyển tiền cho trả tiền bảo mẫu rồi thì lại nó không có chuyển, rồi lại lên nói YouTuber này, nói xấu YouTuber này, nói xấu. Em nói thiệt, không ai nói xấu bằng ảnh, đúng không? Ảnh không đưa ra thông tin không đúng là ông đã sai trên cộng đồng mạng và sai với tất cả mọi người. Đó. Bây giờ lo tu chí mặn ăn thì em ủng hộ. Còn việc mà cứ đem cháu bé ra là không ủng hộ. Còn cái việc mà ảnh ngưng nhận tiền ở đây á, thì thật sự ra cũng có một cái điều kiện là do anh kia, ảnh lo, anh nói rằng đừng có nhận tiền nữa, anh lo cho công ăn việc làm. Có thể mà đi làm trễ chút để mà về có thời gian lo cho các bé. Thì ảnh mới vậy. Chứ không phải là chính ảnh ha. Chứ không phải là chính ảnh mà ảnh từ chối ha. Mà có thể là trên màn hình nó nói vậy, nhưng mà ở ngoài sự như ai gửi thì chưa biết nha cô chú anh chị ha. Tại vì anh thằng này rất là nhiều chiêu. Bây giờ không chạy xe hả? Xe cấp cứu. Bây giờ không chạy xe là bên đội cứu nạn Bình Dương. Vâng anh, nghe nó lên tối về, nguyên nó tối này không có ngủ được không? Cảm giác con như thế nào? Không còn rồi. Cái bụng nó ra mấy cô chú nè khóc. Con về nửa về nhà thì hết nhớ à, quen rồi. Mấy mấy chú mà có dịp đi ngang đó mà mấy chú ghé thăm. Thôi bây giờ thì mình về, mình cũng thương mấy em đúng không, cũng thương ba, nhưng mà bây giờ về cái nhiệm vụ chính cho mình là đi học. Nhà này cũng rất là thương con, chú bà. Xin lỗi con á. Có những suất con không mà ta cũng có đánh con, nhưng mà ta đưa con cho mấy đánh con, ta mới dạy cho con nên người chứ không biết đâu là phải trái, không thì đúng thì tốt hơn con. Giờ mang nghe lời thấy không, ta sẽ đánh dạy. Cái khúc này nè cô chú anh chị, cái khúc này anh Hằng anh nói nè, mặt của bé Phượng Anh kìa, không biết cảm xúc luôn, không biết cảm xúc, không biết bé khóc ở đây là vì khóc vì đã được đi ra khỏi cái nơi này, hay là khóc mà được vì mà xa ba xa em ha. Nhưng mà em thấy gần đơ cái mặt kìa. Em nghĩ rằng là bé mừng, bé vui, bé khóc là vì bé không phải mà bị cảnh này nữa. Mà thật sự không có một đứa bé nào mà đang ăn sung mặc sướng mà nghe mẹ bà nội kể lại, biết không, nghe chị quên em của anh Hằng kể lắm sướng chưa, lúc ở với mẹ, được mẹ chăm, mẹ sóc, mẹ cưng, không biết cuộc tóc, không biết rửa chén, thấy không? Rồi lên bàn ăn thích cái gì là mẹ gấp cho cái đó, thậm chí là rất là thương nữa. Nhưng mà từ khi hai vợ chồng anh Hằng và vợ anh Giấy có vợ bé rồi đem về, rồi bắt vợ lớn nuôi vợ bé, bắt con vợ lớn phải phục vụ cho con vợ bé, thì em nói là những cái ngày tháng đó sẽ là một cái ký ức mà gọi là ám ảnh, gọi là ám ảnh của bé Phượng Anh. Những thời gian mà em nói thời gian vừa qua đó, giống như là phải lên mạng để mà nói cái này nói cái kia, thì thật sự ra nhiều cô chú anh chị cũng hiểu rõ ràng đó không phải là lời nói thật của bé Phượng Anh, mà đó chỉ là những cái lời mà đằng sau những kịch bản phải nói như vậy này kia thôi đó. Thật sự ra bé cũng rất là đau khổ, đúng không? Tuổi thơ của bé mắt đang chuẩn bị đi học, cái bắt nghỉ học như vậy, rồi sao bạn bè lên để mà còn tuổi nhỏ xíu vậy mà phải chăm mấy đứa em như vậy, mà bị cha đối xử như vậy, thì cô chú anh chị hiểu xem như thế nào. Em nói đưa gì thôi chứ không biết là 61 cây khi mà người ta giúp xong rồi là bắt lên nữa không chừng nữa, nó thật sự. Giờ coi đi quý vị, coi kìa, có hay không? Được.
Người cha mà thương con là cô chú anh chị là người ta sẽ suy nghĩ cho con, chứ không phải đợi tới phút này để cộng đồng lên tiếng lên án rồi mới là gọi là thương con đâu, rồi bắt đầu mới thương đâu. Nhiều khi thương trong mắt cộng đồng chứ đi ra ngoài cũng không à, cô chú anh chị ơi. Rồi kể bé Phương Anh được về quê là cũng mừng rồi. Sau này thì tính tiếp. Tương lai, sau này đi anh học thì thành tài, từ đó đi làm thì sẽ nuôi lại anh Hân cũng như là bốn đứa em này. Chúng ta tạm thời còn chia ly để sau này là tụ cho nó bền vững hơn. Không gì buồn hết. Nói hay quá mà lúc trước tại sao không nghĩ như vậy ta? Lúc trước không nghĩ như vậy mà bây giờ mới nói. Em thấy nhiều cái giả tạo của chú anh chị không tin được, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng chờ xem ha. Người ta nói là đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, nhưng mà phải chờ xem được. Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, và nhất là những cái trường hợp mà đối xử tệ với ba mẹ ruột của mình, đối xử tệ bạc với vợ của mình, với con của mình thì không phải là phút chốc như vậy nhận sai đâu. Đằng sau nó cũng có những cái gì, nhưng mà từ từ đi rồi quý vị khán giả sẽ thấy ha. Ba để cho Phương Anh cái đạo đức, cái nhân cách sống, mà bắt con mình phải lên nói xấu về mẹ của mình, bắt con mình phải lên nói không đúng về nội của mình, thì cái đó để nhân cách, rồi bắt con mình đi học. Nó giả tạo quá. Nhớ nghe con, cái gì đồng tiền mà đánh mất cái duyên tâm hoặc là cái nhân cách của con. Yeah. Đừng có vì đồng tiền mà đánh mất cái lương tâm và nhân cách. Thua cô chú anh chị ha. Anh khi anh Hằng anh không biết hậu thẹn khi anh nói những cái điều đó chứ. Nhiều khi bé Hằng Anh giờ tuổi 12 tuổi là hiểu rồi đó, cô chú anh chị hiểu rồi đó. Nhưng mà mặt bé đơ đơ thấy không? Khi bé nghĩ tại sao mà ba nói với con như vậy mà lại ba lại làm như vậy? Ba lại bắt con làm như vậy nữa. Khi trong lòng bé đang nghĩ vậy. Mình nghèo tiền nghèo bạc không có đáng sợ, sợ nhất là nghèo nhân cách. À, okay. Nghèo tiền nghèo bạc không đáng sợ, chỉ sợ nhất là nghèo nhân cách. Anh biết suy nghĩ như vậy tại sao lại làm như vậy, đúng không? Đó. Nên trước khi nói về con mình á, thì mình phải sống tốt đi, nó coi vào đó nó làm gương để nó sống, chứ không phải là mình nói hay lắm nhưng mà mình sống ra gì thì cũng chẳng ra gì đâu, đúng không? Thật sự mình thương ba thương mẹ mình đi, đúng không? Nhưng mình thương ba thương mẹ mình á, mình đã đem bé Phượng Anh đem về cho ba cho mẹ rồi, mình về dưới mình bù đắp lại những cái ngày mà mình làm ba mẹ khổ rồi, chứ không phải là về thăm quê 2-3 tiếng đồng hồ và chạy lên. Có phải là anh công ăn việc làm nhiều lắm đâu, đúng không? Chứng tỏ rằng anh cũng không muốn về đó. Anh cảm thấy mình ngại, hoặc là anh cảm thấy xấu hổ, hay là cảm thấy mình không sai, nên anh cũng không muốn ở đó. Nhưng mà vì cái gì đó
nên anh bắt buộc anh phải về đó để anh xin lỗi xong, lập tức xong anh đi, anh đi liền. Đó, thì thật sự ra ai cũng muốn để cho anh sống tốt hết trơn, không may mà đẩy anh vào đường cùng hết trơn á. Đừng có nói là YouTuber này xấu, YouTuber kia xấu, xấu mà người ta lại đưa lên những cái thông tin đúng về anh, đúng không? Nhưng mà không đưa những thông tin đó thì chắc bây giờ anh vẫn còn ma mị. Anh không biết anh lôi biết bao nhiêu người vào trong câu chuyện này và biết bao nhiêu người phải khổ, đúng không? Nếu mà không có những ai mà đi tìm sự thật như vậy á, thì bây giờ anh có thể anh nói nó hu nó vượng, nói cái gì người ta cũng nghe hết rồi. Tôi nhớ lấy lời ba. Dạo này á, tôi phải sống rất là tốt, sống có đạo đức nhau. Nhìn bé Phương Anh mà mình cảm thấy thương. Chúng bé hiểu chưa, có chú anh chị biết ai xấu ai tốt chưa, nhưng mà giờ phải ngoan, phải nghe lời để mới được về quê chứ không thôi là. Nhưng mà nhiều khi về dưới cũng chưa an toàn, khi anh về dưới bắt lên lúc nào cũng hay nữa. Thì cái video tới đây cũng đã kết thúc. Thì quý vị nhìn thấy cái cảnh này thì quý vị cảm nhận như thế nào thì hãy để lại phần bình luận phía bên dưới chia sẻ cùng Tiến Vlog nha. Thì xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.